tọa lạc trên đầu con dốc dài, ngay ngã ba đường thuộc khu dân cư Du Sinh Đà Lạt. Có một ngôi trường Pháp và một nhà dòng khá nổi tiếng một thời, đó chính là ngôi trường của Hoàng tử Bảo Long và các công chúa từng theo học. Ngôi trường mang tên Cô Văn Đờ A Sô, nay là trường phổ thông dân tộc nội trú Lâm Đồng. Một chút hoài niệm về lịch sử của ngôi trường nữ nổi tiếng một thời này. Bà Nguyễn Hữu Thị Lan, con gái một điền chủ giàu có ở Gò Công, đã học tại trường Cô Văn Đờ A Sô, có nghĩa là nữ tu viện của những loài chim, ở Paris, Pháp Quốc. Khi về nước, đã kết hôn với cựu Hoàng Bảo Đại trở thành Nam Phương Hoàng hậu. Vì yêu thích cách giáo dục của trường này, bà tình nguyện hiến 12 hecta đất đồi thông cổ thụ ở ngay gần thác Cam Ly để mở ngôi trường tương tự. Các giáo viên đều là nữ tu bề trên, trình độ học vấn từ tú tài đến tiến sĩ ở Paris. Trường chỉ dành cho nữ sinh, đại đa số là con em quan chức, các chủ đồn điền Pháp đang làm việc tại Việt Nam. Hoàng tử Bảo Long và ba công chúa đều theo học trường này. Trong 300 học sinh, khoảng 20 nữ sinh là con em các gia đình có thế lực ở Việt Nam, Campuchia và Lào. Tìm về quá khứ của ngôi trường và nhà dòng nổi tiếng một thời này, chúng tôi được may mắn gặp gỡ ông Xuân Tình, chủ gian hàng bán bánh mì Xuân Tình tại ngã ba Du Sinh và là cư dân lâu năm tại vùng này, cởi mở tiếp chuyện. Trường Cô Văn ở trong kia. Mình ở Đà Lạt từ hồi năm 60 đến giờ. Coi như là từ hồi mới lập cái xứ Du Sinh này nè, là ở từ đó từ nhỏ đến giờ. Mình nhớ từ cái hồi năm 68 thì chạy, cứ gọi như chạy loạn, chạy vô trong đó ở, chạy không chúng ta chỉ chạy vô trong đó coi như là trú trong đó thôi, chứ mình là con trai mà đâu có được dạy trong đó, thì có thể có trong đó mới sơ có khi là đi lễ cái gì thôi. Bây giờ là nhà nước lấy coi như là 2/3, tức là chỉ còn nhà thờ ở nhà dòng, chỉ còn có mỗi cái nhà thờ với một cái khu nhà cho mấy sơ ở thôi, còn 2/3 là 2/3 đất đó là nhà nước lấy để làm cái trường dân tộc nội trú. Mấy sơ thì coi như cũng từng khoảng dưới 10 sơ, chỉ coi như trong nhà vậy thôi, chứ còn mà đào tạo thì là họ ở Sài Gòn hết. Coi như ở trên này coi như mấy sơ mà coi như đã khấn rồi á, lên ở thôi. Chương hồi xưa thì mình không có học nữa, hồi xưa là cho dạy cho mấy đào tạo những coi như là bên nữ thôi, coi như nữ học sinh nữ thôi đó, chứ không có nam. Bây giờ coi như là mấy sơ chỉ có lễ riêng thôi, chứ không có đi lễ chung, thì có đi lễ giáo xứ. Còn mấy sơ là có mấy cha coi như là một tuần tới làm lễ chủ nhật đó. Vậy thôi. Có ở phía ngoài có để cái gắn cái bảng nhỏ nhỏ thôi, coi như là dòng Đức Bà gì thôi, nhỏ chút mà, chứ không được. Còn có cái cổng lớn, cái cổng lớn thì là trường rồi. Thì ở trong đó bây giờ mình phải vô, tức là phải vô cái cổng của nhà thờ, rồi mới bắt đầu đi vô trong là khuôn viên của mấy sơ đó. Thì nếu mà gặp thì nhiều khi phải bấm chuông hay là cái gì đó thì mình mới sơ mới ra được. Còn đúng rồi, con nhà vô là nổi tiếng lắm, con nhà giàu nữa thì mới học sinh nữ mới được nhận đó. Vô mà gặp sơ xong giới thiệu thì có thể sơ cho phép được á. Em có cần thì tí nữa mình dẫn vô thì mình nói thì có thể. Nhà thờ với cái khu phía trong này là của mấy sơ, họ chỉ lấy phía ngoài với mấy trường này thôi. Cái cửa chính mà buổi sáng mà nếu mà có lễ thì mới sơ mở cái cửa đó, cửa bên hông đó. Thì còn lễ lớn thì nhưng mà đông người lễ tổ chức, nhưng mà có dịp là họ mới mở cửa chính dưới kia. Họ lấy họ phải chuyển về giáo dục thì mới được phép. Nhưng mà lấy mình làm cái công việc khác là không được. Cái hồi đó là mới sơ xin sửa chữa lại á, coi như làm quét sơ nước xong gì là nó làm sửa chữa lại. Chỗ này vô quay chỗ đó được rồi. Không biết là có ghi thánh nào không biết. Đây. Đó. Bắt đầu đó, từ cái cổng kia vô là cái khuôn viên của mấy sơ. Thì mình ở trong giáo sư Du Sinh thì là thủ giáo sư Du Sinh, chứ đâu đâu có đi giáo sư khác được. Ở
đó đến giờ đấy. Dạ vẫn từ hồi đó từ nhỏ đến giờ. Yeah. Bạn bè thì mấy anh em qua bên đó thì mình cũng rất là mừng rồi, nhiều khi giờ được anh em gặp nhau nói chuyện thì cũng là quá là sung sướng rồi. Thì thôi cũng nhân dịp này thì cũng cầu chúc cho các anh bên đó là một mùa Noel thật là thánh thiện, vui vui tươi. Rồi chào nhá. Đà Lạt vốn được xem là một nước Pháp thu nhỏ bởi những công trình kiến trúc đậm phong cách châu Âu từ các biệt thự, khách sạn, nhà thờ và cả trường học. Mảnh đất này cũng là nơi nghỉ dưỡng yêu thích của hoàng tộc Nguyễn, có các dinh cơ của vua Bảo Đại và toàn quyền Đông Dương, nơi ghi dấu gót hồng của Hoa hậu Đông Dương Nam Phương Hoàng hậu, là một trường học với phong cảnh mộng mơ trên đồi thông. Trường nữ tu Cô Văn Đờ Oa Sô có vị trí khá đặc biệt khi không nằm trên địa hình bằng phẳng, mà là một đồi thông thuộc số 2 đường Huyền Trân Công Chúa, khá gần thác Cam Ly. Như vậy, từ trung tâm thành phố Đà Lạt đến ngôi trường này không quá xa, hơn 2 km. Vào thời điểm mới thành lập, trường chỉ phục vụ là nữ sinh có xuất thân từ các gia đình người Pháp, người Việt, người Campuchia và Lào. Mô hình phát triển của trường được nâng cấp dần từ vườn trẻ, trường tiểu học rồi chuyển hóa thành nữ sinh trung học. Tên gọi chính thức của trường là Cô Văn Đờ Oa Sô. Đây cũng là một ngôi trường sở hữu phong cách giáo dục nổi tiếng chu đáo và nghiêm khắc. Đến ngày nay, công trình trở thành trường phổ thông dân tộc nội trú Lâm Đồng. Kiến trúc tổng hòa bộ mặt nước Pháp. Dấu hiệu chào mừng của ngôi trường là khối nhà chính giữa nhô ra với mái đón tạo lối vào chính. Sự tích hợp giữa tôn giáo và kiến thức khiến trường nữ tu Cô Văn Đờ Oa Sô mang đúng bài bản của các trường dòng châu Âu. Trong đó, dãy lớp học được thiết kế 2 tầng, song song với đường Huyền Trân Công Chúa. Khung tường ngoài tầng trệt được ốp đá, phá cách bởi những cửa sổ hình cung gãy. Các tầng trên có tường xây gạch và cửa sổ ô vuông. Sự kết hợp đầy táo bạo giữa cổ điển và hiện đại này là một đặc trưng của văn hóa Phục Hưng. Phía sau là khu ký túc xá và bên trái là một tu viện được xây theo phong cách Ogivan. Khi còn trong thời kỳ Pháp thuộc, nhà nguyện này là nơi cư trú của 200 nữ tu. Trong đó có một lầu chung nhỏ, mặt bằng hình chữ nhật. Bao quanh toàn bộ công trình là tường rào được xây rất kiên cố. Khối kiến trúc được ôm trọn nởi vườn trồng trọt xen lẫn với rừng thông, phía sau cùng là một con suối cung cấp nước. Như vậy, trong một trường học, nhà thiết kế đã phân bố rất cụ thể về mục đích học tập, tu hành và sinh hoạt, cũng là bức tranh sơn thủy hữu tình. Trường nữ tu Cô Văn Đờ Oa Sô rất xứng đáng để những ai hoài niệm về một Đà Lạt mộng mơ, dành thời gian một lần ghé thăm, như thăm một chứng tích lịch sử. Nếu bạn sẵn sàng học hỏi với tinh thần cởi mở, lịch sử sẽ hướng dẫn chúng ta đến tương lai của mình. Bảo tồn lịch sử là chìa khóa đầu tiên để mở cánh cửa cho con em chúng ta. Có rất nhiều điều học hỏi từ lịch sử để con người ta xây dựng một tương lai vững vàng, tốt đẹp và nhân bản.